Đội cảnh sát hình sự công an của Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành ập vào và truy quét thành công một tụ điểm kinh doanh cà phê giải khát trả hình chuyên tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet. Các tổ công tác đồng loạt like ập vào quán cà phê Paris có địa chỉ tại số 140 đường Nguyễn Lương Bằng, thuộc phường Hòa Khánh Bắc, của Liên Chiểu, bắt quả tang Nguyễn Đức Tâm, 33 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình và Vũ Đức Trương Tâm, 34 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tổ chức ghi cá độ bóng đá ở các giải đấu ngoại hạng Anh và giải vô địch quốc gia Đức qua mạng internet cho chín con bạc. Qua công tác trinh sát, được biết từ đầu tháng 4 năm 2022, quán cà phê này được Đức Tâm và Trương Tâm cấu kết lựa chọn để làm nơi công khai tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Đối tượng đến ghi đồ phần lớn là sinh viên, công dân. Trương Tâm có nhiệm vụ quản lý và giới thiệu các trận đấu để các con bạc biết. Sau đó vào gặp Đức Tâm để thống nhất ghi tỷ lệ cá độ lên mạng. Tại hiện trường, công an quận đã thu giữ 100 tờ tịch ghi tỷ lệ cá cược, hơn 93 triệu đồng tiền mặt và laptop, TV cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc cá độ bóng đá. Qua kiểm tra sơ bộ trên máy tính của hai đối tượng, thể hiện số tiền ghi cá độ lên đến gần 900 triệu đồng. Đội cảnh sát hình sự công an quận đã tiến hành lập biên bản và củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.